những năm gần đây, chúng ta đã có rất nhiều phim khoa học viễn tưởng hay như Gravity, Arrival và mới trong năm ngoái là Blade Runner 2049. Và ngay đầu năm 2018 này, chúng ta đã có thể bổ sung một phim nữa vào danh sách những tuyệt phẩm này khi mà Alex Garland, người mà chỉ 3 năm trước đã đạo diễn và viết kịch bản cho một phim khoa học viễn tưởng khác rất thành công là Ex Machina, đã trở lại với dòng phim sở trường của mình và đưa Annihilation, một trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất thập kỷ này, lên màn ảnh rộng. Annihilation của nhà văn Jeff Vandermeer được cho là cực kỳ khó để đưa lên phim khi những trải nghiệm của nhân vật chính do được cô kể lại nên mang tính chủ quan rất lớn và sự rung rợn của những trải nghiệm đó đến từ những thứ rất trừu tượng và không thể diễn tả. Ấy vậy, mà dù có không ít thay đổi so với nguyên tác thì Alex Garland vẫn giữ nguyên và đưa lên màn ảnh được sự bất an, sợ hãi đã khiến người đọc phải ghê rợn khi được cùng các nhân vật khám phá khu vực Shimmer đầy bí ẩn. 3 năm trước khi những sự kiện của phim bắt đầu, một thiên thạch đã rơi trúng vào một ngọn hải đăng ở đường bờ biển phía nam nước Mỹ. Và từ đó, một trường điện tử đã bắt đầu lớn dần, bao phủ và biến đổi tất cả sự sống ở trong nó. Và do sự lan tỏa của nó không có dấu hiệu dừng lại, nên chính phủ Mỹ đã buộc phải ra tay. Trong vòng 3 năm sau, đã có 11 nhóm người khác nhau cố gắng đi vào khu vực mà trong phim được gọi là The Shimmer, với mục tiêu cuối cùng là tìm ra nguồn gốc của hiện tượng này ở ngọn hải đăng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có được bước đột phá nào khi việc phát ra tín hiệu radio từ khu vực này là không thể, và mới chỉ có duy nhất một người đã sống sót và trở lại được từ vùng đất chết chóc này. Người đàn ông đó là Kane, và anh là chồng của nhân vật chính, một nhà sinh vật học và cựu chiến binh, Lena, được vào vai bởi Natalie Portman. Sự trở lại của Kane là bất ngờ lớn với Lena khi đã tận một năm trôi qua kể từ ngày anh giấu cô để tham gia nhiệm vụ bất khả thi này. Một phần vì muốn tìm cách cứu chồng mình khi tình trạng sức khỏe của anh đang suy giảm trầm trọng, Lena quyết định trở thành thành viên của nhóm thứ 12 đi vào The Shimmer, cùng với 4 thành viên khác là tiến sĩ Ventress, một nhà tâm lý học và thủ lĩnh của nhóm, Anya Thorensen, một chuyên gia y tế, Josie Radek, một nhà vật lý học, và Cassie Shepard, một nhà địa chất. Do không có nhiều thiết bị điện tử có thể hoạt động trong The Shimmer, hai thứ duy nhất họ có thể phụ thuộc vào là trí thông minh và khẩu súng của họ. Nhưng như vậy, liệu có đủ hay không? Một điều rất hay của Annihilation là thế lực đối đầu với các nhân vật chính không phải là một thế lực xấu xa, một con quái vật muốn thâu tóm toàn bộ loài người, mà nó giống với những con quái vật thường xuất hiện trong những tác phẩm kinh dị của nhà văn H.P. Lovecraft. Đó là những con quái vật không phải là có tâm địa độc ác, mà chúng chỉ là quá khác so với những định luật tự nhiên và có những động cơ mà con người không thể giải thích được. Và thế lực tạo ra The Shimmer trong Annihilation cũng tương tự như vậy. Tôi không thể nói về The Shimmer quá nhiều, do một khi các nhân vật của chúng ta bước vào nó, thì những thứ mà cả họ lẫn người xem lần lượt chứng kiến chính là điểm nhấn của phim. Tôi chỉ có thể nói là những hiện tượng không thể giải thích bằng lời này sẽ khiến chúng ta vừa cảm thấy ghê rợn, do một cách vô tình, nó dẫn tới sự ra đời của những sinh vật vô cùng khủng khiếp, mà nó còn vừa khiến chúng ta phải trầm trồ, ngưỡng mộ khi biết rằng tạo hóa lại có thể sinh ra những thứ vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng ta đến như vậy. Tuy tất cả đều là viễn tưởng, thì Alex Garland rất khéo léo trong việc giữ mức độ cân bằng giữa thực và ảo, khiến cho người xem không cảm thấy rằng những sự kiện xảy ra trong phim là quá vô lý. Và nếu thực sự có một thực thể tồn tại ở một trạng thái thuộc ngoài tầm hiểu biết của chúng ta như vậy, thì có thể tin được rằng nó sẽ giống như cách mà phim thể hiện. Ngoài hình ảnh đẹp ra, thì khoản thiết kế âm thanh của phim là một trong những thứ mà phim đã làm tốt nhất và đóng góp rất lớn vào cảm giác đứng ngồi không yên này của người xem, đặc biệt trong những cảnh cao trào, khiến cho cuộc hành trình khám phá The Shimmer rất hồi hộp và gay cấn. Annihilation cũng có rất nhiều điểm chung với Arrival. Cùng qua góc nhìn của một nhân vật nữ và cùng là cuộc hành trình của nhân vật này để giải mã một hiện tượng đến từ ngoài trái đất. Cả hai phim đều muốn chúng ta từ từ cảm nhận tất cả những thứ mà nhân vật chính cảm nhận, cho nên nhịp phim diễn ra khá chậm. Những cảnh gây cảm giác mạnh không phải là không có, nhưng chúng sẽ không dồn dập ùa đến, mà phim cho người xem rất nhiều chỗ thở để có thể cảm nhận và suy nghĩ trước từng sự việc đang xảy ra. Điều này giúp cho mỗi cảnh cao trào lại có tác động lớn hơn, như là trong một cảnh khi cả nhóm bị tấn công vào buổi tối thì tớ phải công nhận là một trong những cảnh ám ảnh nhất mà tớ từng xem. Sự chậm rãi này còn giúp cho chúng ta đồng cảm hơn với mỗi nhân vật và hiểu được họ đang bị dần dần biến đổi như thế nào trong vùng đất chết chóc này. Và giống như trong Arrival thì phim cũng có đan xen các mốc thời gian khác nhau, nhưng trong Annihilation điều này không phải lúc nào cũng được thực hiện một cách hợp lý. Ví dụ như khi cảnh gần cuối được đưa lên đầu phim khiến cho người xem biết trước về kết cục của các nhân vật, do đó làm giảm đi sự hồi hộp. Và nhắc đến các nhân vật thì phim cũng đi khá sát về tiểu thuyết trong cách kể chuyện, do phim dồn trọng tâm rất nhiều vào nhân vật chính nên cũng dễ hiểu khi Lena là nhân vật thú vị nhất của phim. Khi mới vào đầu phim, chúng ta có thể thấy Lena là một nhân vật có phần quá hoàn hảo khi cô vừa tài giỏi lại vừa dũng cảm khi tự nguyện đi vào nơi mà chưa ai có thể thoát ra. Tuy nhiên, càng vào sâu trong phim thì chúng ta sẽ biết rằng cô không chỉ như vậy, và những khiếm khuyết trong con người cô cùng với cách mà cô đối diện với chúng có lẽ là điểm đáng chú ý nhất của phim. Và diễn xuất của Natalie Portman đã khiến cho nhân vật sẵn đã được viết rất hay này còn hay hơn nữa. 4 nhân vật nữ còn lại cũng vậy,
họ cũng đều là những người phụ nữ với rất nhiều đau khổ riêng và với những động cơ chính đáng để thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này. Cùng với Lina, họ là 5 nhân vật nữ khác hẳn với những nhân vật nữ thường được thấy trong những phim thông thường. Họ không mất thời gian vào những câu đùa nhảm nhí, không cố thể hiện rằng họ hơn giới tính còn lại, và trong cả cuộc hành trình, họ chỉ tập trung hoàn toàn vào việc đối phó với những thử thách bằng trí thông minh và lòng dũng cảm của mình. Phim cũng có lời giải thích vô cùng thỏa đáng cho lý do mà chính phủ lập nên một biệt đội khám phá toàn nữ, nên có thể nói phim đã không mang một chút mùi chính trị gì. Thứ duy nhất làm tớ tiếc nuối đó là các nhân vật đi cùng Lina chưa được khai thác nhiều, mà những điều duy nhất tớ biết về họ là qua những lời thoại ngắn ngủi. Tuy nhiên, rất may rằng những diễn viên của họ đều đã diễn quá tốt, khiến tớ vẫn cảm thấy rằng họ là những nhân vật thuyết phục dù chưa đủ chiều sâu. Tớ không muốn nói nhiều về phim nữa đâu. Chính tớ đã không biết gì về Annihilation trước khi xem, và tớ tin rằng chỉ như vậy thì người xem mới có thể có một trải nghiệm trọn vẹn. Nói chung, nếu bạn là người thích những phim thử thách trí óc của mình một cách nghiêm túc, thì bạn không được phép bỏ qua Annihilation, vì tuy phim cung cấp cho người xem khá nhiều thông tin qua lời thoại, thì nó vẫn có vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp, và nó sẽ khiến bạn phải suy nghĩ rất nhiều và thậm chí là rất lâu sau khi nó kết thúc. Động cơ của thực thể này là gì? Và cuộc hành trình của Lina có tượng trưng cho một điều gì khác? Phim cũng đặt rất nhiều câu hỏi về triết lý, như là điều gì làm nên một con người, về tâm lý học khi nói về cách mà mỗi con người có khuynh hướng tự hủy hoại mình, và về cả sinh học khi cho ta thấy những mặt khác của thuyết tiến hóa. Đa số những câu hỏi này đều không có một cách trả lời nhất định, mà chúng phụ thuộc vào cách hiểu của mỗi người. Và chúng ta còn có thể đòi hỏi gì nhiều hơn ở một tác phẩm nghệ thuật nữa, đúng không các bạn? Vẫn còn rất sớm để nói rằng Annihilation đứng ở đâu trong hàng ngũ những phim khoa học viễn tưởng đỉnh cao nhất, nhưng một điều chắc chắn là phim sẽ còn khiến cho chúng ta phải tranh luận về nó dài dài. Vì sự khác biệt của phim mà nhà sản xuất là Paramount đã rất lo ngại về khả năng thành công của Annihilation vì nghĩ rằng nó quá kén người xem. Đó là lý do mà Paramount đã chỉ cho phim được chiếu ở rạp tại Mỹ và đã bán lại quyền phân phối phim tại các nước khác cho Netflix. Đây là một điều đáng tiếc, do với chất lượng hình ảnh và âm thanh của nó thì Annihilation sẽ chỉ hay nhất khi được thưởng thức trên màn ảnh lớn. Tuy vậy thì việc nó có mặt trên Netflix cũng không hề tệ, do Annihilation là phim có giá trị xem lại rất cao, và nếu đã đăng ký Netflix thì các bạn muốn xem nó bao nhiêu lần cũng được. Vì vậy, nếu chưa thì hãy đăng ký Netflix đi nhé. Chỉ 180.000 một tháng là chưa bằng 2 cái vé xem phim ở một số rạp đâu. Đừng xem chùa, vì cứ thế thì dần dần sẽ chả con phim hay được làm ra cho chúng ta xem nữa đâu. Tớ cũng nhận được khá nhiều yêu cầu về việc làm video giải thích cốt truyện và ý nghĩa của phim này, nhưng do team phê phim đang khá bận với những dự án khác nên tớ chưa thể đảm bảo việc này. Cho nên, nếu muốn xem bọn tớ làm video đi thật sâu vào phim thì hãy cho bọn tớ biết ở phần comment và để lại một like cho video này nhé. Annihilation cũng sẽ không phải là phim của Netflix duy nhất mà bọn tớ sẽ review, mà sắp tới bọn tớ còn dự tính làm về nhiều phim khác nữa của nhà đài này, nên hãy đăng ký vào kênh YouTube và like trang Facebook của Phê Phim để được giới thiệu về những phim hay nhất đang được chiếu hiện nay nhé. Phê Phim chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.